Ok, đây bên phải của tôi là nhà cũ của tôi đây. Tôi đã ở đó một thời gian năm là 5 năm. Sinh con gái của tôi bây giờ ở đó ra. Giờ con gái của tôi lớn rồi. Có nhiều kỷ niệm hồi xưa. Bây giờ là 9 giờ 35 phút buổi sáng của ngày 1 tháng 10 năm 2018. Hôm nay là thứ hai ha. Tôi vừa đi thông dịch một cuộc thông dịch ở bên St. Louis Park, Minnesota. Và bây giờ nhảy qua bên Burnsville, Minnesota. Tôi đang trên đường lái xe và tôi có hai máy camera, ok? Một camera vô mặt mình ha. Một camera kia là vô dash cam, tức là nó ra đằng trước, nó đang thâu hình những cái bước đường tôi đi đó. Hy vọng là người ta sẽ thấy con đường tôi chạy như thế nào. Bây giờ lá cây vẫn còn màu xanh, ok, nhưng mà khoảng một tuần nữa nó sẽ ra màu vàng. Ok, màu vàng tại sao? Là tại vì nó oxy hóa cho nên nó ra màu vàng vàng đó. Oxy hóa làm sao, tức là đặng quá rồi lá nó chết đi, rồi nó bị già đi và nó héo, nó tan rồi rớt xuống, rụng xuống. Ok, bây giờ thì tôi đang sửa exit County Road 42 hoặc là Crystal Lake Road nữa ha. Crystal Lake Road hoặc County Road 42. Sản xuất này nặng thật đó. Thưa quý vị, mục đích cuối cùng của tôi là giới thiệu Kangen Water cho quý vị. Thưa quý vị, Kangen Water rất là tuyệt vời nha. Quý vị không tin thì cứ tìm cách gọi như là thanh tra và hiểu biết thêm về Kangen Water. Thưa quý vị, đó là một cái những cái ly nước tuyệt vời mà quý vị có thể giúp đỡ cho gia đình và chính bản thân quý vị. Wow, thằng này lái xe ẩu quá vậy, lái xe từ bên kia nhảy qua bên này không có signal hết. Đúng là có nhiều nhiều nơi nhiều chỗ nó lái xe rất là tệ. Ok, nước Kangen Water, ok bà con cô bác mời vào nha. Bầu cua tôm cá nai gà, ok mời vào, mua ngay, mua ngay 100% tốt lành cho quý vị. Uống sẽ được cải lão trường sinh, cải lão hoàn đồng chứ quên, và trường sinh bất tử. Phải nói ngắn gọn như vậy, nói khó tin nhưng mà sự thật là như vậy thôi. Quý vị cứ tìm hiểu và khám phá ra về nước Kangen Water ở cái website là enagic.com, ok, enagic.com, làm cho quý vị sẽ thấy tất cả những cái hay ho của nó. Hoặc quý vị lên Instagram, Facebook hoặc Pinterest, quý vị sẽ thấy nhiều cái rất là tuyệt vời, là cái vấn đề nước Kangen Water này. Mỗi ngày mà quý vị uống 2 lít, tức là 8 glasses of water là 2 lít, thì quý vị sẽ thấy tuyệt vời như thế nào. Ok, nước nó trong sạch, trong trong tức là trong sáng và tinh sạch sẽ, hiểu không? Quý vị sẽ enjoy được, uống vô là taste different liền, uống vô you can taste the different, ok, uống vô cái nguồn nước Kangen Water quý vị thấy nó trôi vô cái cổ mình trơn trơn tro, rất là nhẹ nhàng. Ok, còn mấy nước khác đó, nó harsh, harsh nó có vẻ cứng khô nhiều hóa chất. Ok, cái này hả, nó đục ra tất cả hóa chất, nó biến cho hóa chất thành những chuyện tốt đi, và nó có rất nhiều cái đề kháng, ok, antioxidant, cho nên quý vị rất là khỏe mạnh và không có bệnh. Nó chữa được bệnh tiểu đường ha, diabetes ha, bệnh gout ha, là bệnh gout ha, và nhiều bệnh khác, bệnh thyroid, về tuyến giáp bướu cổ của quý vị, bệnh psoriasis và eczema ha. Cho nên quý vị hãy bị, nếu mà bị thì nên mua và uống nó. Ok, cảm ơn quý vị đã coi video của tôi và chúc quý vị một ngày vui vẻ. Tôi có một lời chúc rất là hay, tôi copy của một người khác. Nó nói là May you always be loving, laughing and living your life to the fullest. Ok, tức là chúc các bạn một ngày luôn luôn được yêu thương, được cười nhiều và được sống hoàn toàn hạnh phúc mãi mãi. Ok, đó là lời chúc rất là chân thành của tôi. Ok, cảm ơn quý vị nha, bye bye. Đang tìm cách đậu xe này. Đằng trước thì có
trước đằng sau lại có ha. Toyota. Cha này cũng Toyota, tôi cũng Toyota luôn. Hai anh em mình đậu gần nhau nhé, Toyota với Toyota, Highlander với nhau. Ok, bye bye.